Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Sơn, chuyên review nhà bán chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 1 sẹt đường Lạch Bình Thăng, phường 12, quận 11 nhé. Đây là căn nhà này ha. Con hẻm trước nhà này cô chú anh chị, rộng 4m, sạch sẽ an ninh nhé. Và ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Lạch Bình Thăng nhé. Từ đây đi ra đó tầm khoảng 15-20m thôi. Hẻm bên trong này, xung quanh ha, nhà cao tầng này. Nhà cao tầng ha. Bên đây cũng vậy ha. Rồi, thì căn nhà này có kích thước bề ngang là được 3m, chiều dài là 8m. Nhà chúng ta là có hai mặt hẻm nha, phía sau có một con hẻm nữa. Thì nhà kết cấu một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một ban công. Căn nhà có hướng chính đông. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này chỉ có 3.790 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Đó, hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn ha. Khu vực bếp này có cửa sổ thông ra con hẻm phía sau ha. Đây hẻm phía sau cùng 4m này, sạch sẽ an ninh ha. Ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Lạch Bình Thăng nha. Bên trong này ha. Xung quanh đây cũng là nhà cao tầng này. Nhà cao tầng ha. Ok ha. Vị trí quá đẹp ha, nằm cách mặt tiền Lạch Bình Thăng còn tầm 15-20m thôi. Đấy, ok ha. Con hẻm trước nhà, hẻm trước nhà cũng 4m nhé. Tuyệt vời chưa. Ở đây là khu vực để máy giặt ha. Rồi, tiếp theo Trường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng lên lầu ha. Cầu thang cũng là cầu thang đúc này. Thì trên lầu chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh nhé. Rồi, đây là phòng ngủ đầu tiên này. Đi sẵn đường ống máy lạnh ha. Có cửa sổ này. Đấy. Ok ha. Rồi, bên đây là khu vực vệ sinh ở trên lầu 1 này. Tường ốp gạch từ dưới lên trên ha. Đi sẵn đường ống để lắp cái máy nước nóng, máy nóng lạnh đấy. Đấy. Rồi. Rồi, đây là phòng ngủ phía sau ha. Đó. Rồi, ở căn phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có một cái ban công này. Đó, ban công ha. Hẻm phía sau này. Ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Lạch Bình Thăng nha. Đấy, đi ra đó khoảng tầm 15-20m thôi. Xung quanh này, nhà cao tầng ha. Đó. Nhà cao tầng này. Hẻm trước nhà ha. Cái này là hẻm phía sau. Hẻm phía sau ha, 4m này. Đấy. Ok ha. Đấy rồi nhá. Ok, thì như vậy chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.